Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Rồi, đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong những khung giờ quen thuộc. Và tôi cũng vậy, chia sẻ công việc thường nhật của mình cùng các bạn trên tinh thần là vui là chính các bạn ha. Cái số là vậy. Hôm bữa Chủ nhật tôi cũng về thăm lại vườn mai Sáu Tâm ở bên Linh Đông, Thủ Đức. Và cũng làm một cái clip chia sẻ về cây mai và đồng thời mình cũng sưu tầm được hai em này. Cái dòng cây này thì nó rất rất quen thuộc với các bạn ha các bạn ha. Nhưng mà nó có điểm gì đặc biệt là tôi phải lấy từ bên đó về, trong khi ở nhà tôi vẫn có các bạn. Trước mặt các bạn đây là cây sung rồi các bạn. Các bạn thấy không? Đây là một cái giống sung siêu trái. Nè, các bạn nhìn thấy không? Trái rất là nhiều nè. Nè, không hề ghim nha, sung siêu trái nè các bạn. Ghim cây trong vòng vài tháng nó có trái như thế này. Mà trái tôi nói các bạn biết không, nó dậy đặc cây luôn vậy á. Tôi thấy tôi thích quá, thành ra tôi đem về tôi làm giống. Và đồng thời tôi cũng xin thêm một cái cây cây nguyệt quế siêu bông, sung siêu trái, nguyệt siêu bông. Nếu mà các bạn mà có hứng thú với cái dòng sung này thì các bạn có liên hệ với Úc Cường ha. Bạn nào thích thì tôi sẽ cho số điện thoại liên hệ đó. Bởi vì cái cây này phía nhà vườn người ta trồng, người ta nhân giống ra, người ta bán số lượng không có nhiều đâu các bạn. Thỉnh thoảng có được vài cây thôi, bởi vì cái lô hàng này nó không có nhiều. Thì tôi cũng xin được một cây vậy. Và bây giờ tôi đang có cái ý định là tôi nuôi thả, tôi không ép, tôi nuôi cho nó thả để cái nhánh nào nó vươn dài lên nó bắt đầu tôi cắt cái nhánh đó, tôi dâm nhánh. Rồi khi mà tôi có giống rồi thì các bạn ok, năm thu có là các bạn có. Tôi cũng chia sẻ với các bạn chơi chi vui. Giờ hiện tại tôi sẽ sang có cái chậu rộng hơn để cho cây nó phát triển tốt các bạn ha. Các bạn nhìn thấy không? Cây sung đó các bạn. Cây sung thì nó rất là dễ trồng. Nhưng mà có cây á, các bạn trồng nó không chịu ra trái. Ép cỡ nào ép dữ lắm thì nó lèo tèo, nó có vài trái thôi. Đó. Còn có những cây thì nó rất là xiên. Chắc có lẽ nó phụ thuộc vào giống. Dưới cái giống siêu trái này, cách đây khoảng 3 năm về trước tôi đã sưu tầm được một cái giống siêu trái bông đỏ, trái đỏ các bạn, đẹp lắm. Mà tôi lúc tôi đem về tôi trồng nó được năm rồi, trái nhiều lắm các bạn luôn, mà tôi chưa kịp nhân giống đó các bạn. Cái gì tự nhiên không biết sao nó chết. Chắc có lẽ nhiều lúc tôi, các bạn biết là tôi bón phân cây nhiều quá, mình bón phân nhiều lúc mình bón xong rồi cái mình quay là mình bón nó một lần nữa. Cái dòng phân mà các bạn phân hóa học mà bón nó nhiều quá nó chết, chắc có lẽ vậy. Chứ thông thường là những cái cây này nếu mà các bạn bón phân tưới nước bình thường thì mấy khi nó chết, trái cưng quá ha. Rồi giờ mình tiến hành mình trồng đó các bạn. Tôi sẽ đưa vô ra cái chậu lớn chút xíu để mình nuôi thả. Hôm trước tôi cũng xin một cái cây me về mà tôi trồng sao nó không lên các bạn. Coi vậy me, mình tưởng đâu mình nhổ rễ như thế này là mình trồng nó lên, chứ rốt cuộc me nó không lên, cây này chết rồi. Thôi giờ mình tận dụng lại cái chậu của nó để mình đưa cây sung vô. Đưa cây sung vô, đất là còn tốt mà. Đất này, cái cây này nó chưa phát triển được thì đất này nó còn tốt. Nó chưa qua sử dụng. Ở đây. Đấy, bớt đất đây ra. Để mình đưa cái chậu này vô. Sung nhiều người thích hơn các bạn ha. Sung á, tôi thấy cũng có nhiều người thích mà dưới nó phù hợp với khí hậu Việt Nam, Bắc Trung Nam thì trồng cũng được hết trơn á. Mà mình đã nói trồng sung thì sung nó phải có trái, mà sung không có trái là thôi là kể như là chán lắm. Bởi vì bao nhiêu người mà trồng sung không có trái thì rốt cuộc người ta phải chặt, người ta bỏ đi. Hôm nay dưới hy vọng có cái giống sung mà siêu trái như thế này thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của người chơi. Các bạn thấy không? Đây là rễ nó nè, rễ nó mua rất là. Giờ tôi đặt nó vô đây gì đó. Lấy thêm chút đất này ra nữa. Lấy thêm đất này ra. Nhà tôi trồng mấy cây? 3 cây, 1, 2, 3 cây, có 3 cây rồi. Bây giờ cho em này về đội nữa là 4 cây. Với cây này mình sẽ nuôi. Mình nuôi để mình lấy giống đó. Đưa vô cái chậu rộng như thế này thì cây nó phát triển rất là tốt luôn. Trái mọc dưới đây luôn á, mút dưới gốc luôn nè. Quá trời trái luôn.
Các bạn nào thích thì để lại comment, tôi sẽ cho cái số điện thoại của cái của vườn của Phúc Cường ở bên vườn mai Sáu Tâm á. Thì có bạn nào đến tham quan thì biết cái vườn mai Sáu Tâm là chuyên về mai, còn Út Cường là em ruột của thằng Sáu, thằng Út á, thằng cậu Út á, thì nó lại thích trồng về cái dòng bonsai này, nó chơi những cái dòng bonsai nhỏ nhỏ, bonsai mini nè. À, cậu ta cũng sưu tầm được có nhiều giống lắm. Rồi tôi về tôi làm rễ đó, tôi mới quen cái bà xã nhà tôi về đó tôi chơi thì mấy cậu em mà còn nhỏ xíu xíu à. Còn là Long Nhông ở chuồng tắm mưa, giờ cậu Út được ngoài 50 tuổi rồi, già hết rồi. Thời gian nó coi vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa, nó thoáng một cái là hết một đời người rất là nhanh các bạn ha. Hồi đó mình nhớ mình lúc đó là tôi cũng 17, 20 thì đến đó chơi thì mấy cậu nhỏ xíu à, mấy cậu 5-6 tuổi gì à, Long Nhông chạy Long Nhông vậy. Giờ cậu nào cũng già hết rồi. Cậu Út mà 52 tuổi thì các bạn biết là mấy cậu kia cũng lớn đó. Đây, rồi xong rồi ha các bạn ha. Rồi, đó. Trái quá trời ha. Bây giờ mình đem cây quyệt này giải quyết cây quyệt đã đó. Xong rồi, làm xong cây sung rồi. Bây giờ cây dưới cây quyệt. Cây quyệt để tôi dỡ gốc lên coi. Đây. Đây là các bạn, thần chậu rồi ha. Các bạn chơi quyệt quế á, các bạn tỉa gì tỉa, các bạn cũng phải chừa lá cho nó thở ha. Các bạn không có nên mà tỉa chùa lũi. Các bạn tỉa chùa lũi như những cây khác là nó chết á. Các bạn tỉa, các bạn phải chừa nhánh thở cho nó. Cũng như là cây này để tôi coi tôi làm cái nào. Tôi sẽ bỏ bớt cái nhánh này đi. Bỏ dưới này đi. Bỏ dưới này đi. Nuôi cây nuôi chực đi. Đó, bỏ dưới này đi. Đó. Đó, thích chực như vậy. Đó, các bạn thấy không? Khi mà tỉa đó, tỉa thì các bạn nên chừa nhánh thở lại cho nó nha. Đây tôi sẽ chừa mấy cái nhánh thở trên đây, tôi không có động vô. Rồi các bạn thấy dưới cái cây này cái bồ đế nó rất là dễ thương nè, bồ đế nó rất là đẹp nè, lượn lắc tự nhiên nè. Thì mình sẽ kéo cái rễ này, di dời cái rễ này nè, cọng rễ này nè. Rồi các bạn cận cảnh cho bạn xem nè, tôi sẽ di dời cái cọng rễ này qua gốc bên đây, nuôi cho nó bàn ra. Đó, nuôi cọng rễ đâu qua đây. Cái chòi rễ nó bằng bàn, nó có cái thế quỳ rất là đẹp. Giờ mình đưa vô cái chậu nào đó, chậu này đi. Đưa vô cái chậu này các bạn. Cái quyệt cũng có nhiều bạn thích lắm á. Bởi vì tôi thấy rất là nhiều bạn mà thường xuyên hỏi tôi về vấn đề trồng quyệt này. Có bạn trồng nó không chịu có bông á. Tôi thấy nó cũng dễ mà các bạn, không biết các bạn trồng sao tôi không rõ, mà tôi thấy nó cũng dễ mà, nó dễ có bông lắm. Khi mà các bạn trồng quyệt á thì các bạn nên để cho nó những cái nơi nó có nắng á, nó có nắng nhiều thì nó sẽ có bông. Giờ thôi mình cắt bỏ bớt cái bầu rễ này đi, rễ nó hình nhiều. Các thấy không? Quá trời rễ rồi. Để nó có nắng, nó có bông quanh tục rồi. Mấy các bạn biết các bạn trồng sao tôi không hiểu. Chứ ở đây thì tôi mỗi lần một đợt ra bông của nó tôi coi anh tàn lại. Nhưng mà các bạn lưu ý ha, các bạn phải phun thuốc. Các bạn phải phun thuốc mà nó có rầy, cây này nó thường rầy bán lắm. Các bạn phải phun thuốc rầy vô. Nó mới có bông. Để về nắng và đồng thời chúng ta tưới nước bón phân đầy đủ là nó có bông liền, chứ có gì đâu. Các bạn trồng sao tôi chẳng rõ được các bạn nè. Đó, giờ tôi đặt cây này vô đây. Đó.
đó các bạn thấy không, đó bộ rễ này. Xong rồi tôi cũng sẽ be một miếng á, một miếng nhựa lên đây vậy nè, tôi be là để tôi dưỡng cái này lại đó. Đó các bạn, giờ mình sẽ bỏ đất vô, dễ mà, vượt quế dòng dễ thấy mồ luôn, không khó khăn gì. Ba cái đồ yêu này đó các bạn thấy không, được cũng cái chất trọng của hổm thì trộn á, thì trộn mà lâu lâu có thì trộn mấy thùng, ba thùng bi vậy á, thì trộn thì để đó thì xài dành, khi nào hết bắt đầu thì tiến hành tôi làm tiếp vậy đó. Nè các bạn thấy cái rễ á, khi mà cái rễ nó nổi lên á, các bạn đừng có dội mà đưa cái rễ nó nổi sớm, bởi vì cái rễ này mà nó mà nổi lên sớm nó non quá nó sẽ bị chai rễ, nó phát triển không có lớn. Thành ra khi mà rễ này các bạn muốn cho nó phát triển tốt á thì các bạn dùng sơ dừa hay là cho chấu, các bạn phủ lên bề mặt của nó, các bạn dưỡng rễ nó, sau này cái rễ này nó sẽ rất là tốt. Để tôi cũng chia sẻ với các bạn vậy thôi, chứ một chút nữa tôi sẽ dùng cái miếng to tôi quay lại nhìn các bạn, tôi nuôi nó. Các bạn thấy rất là yêu, rất đáng yêu không các bạn? Yêu ha. Chỉ dùng nhát kéo tôi cắt, tôi bỏ bớt cái nhánh này đây để giờ nó lên rồi đó, cho nó cây nó nhìn nó thông thoáng. Tôi phái dán trực rồi mấy ông ơi, còn dán mà bye bye á nó chiếm nhiều cái diện tích trồng lắm. Nếu mà bạn nào mà có sân vườn rộng á thì các bạn chơi dán bay, dán đổ. Mình dán bay thì thường người ta chơi do cái tiểu cảnh nhiều, còn dán đổ thì các bạn chơi vô cái đôn, cái không gian của nó cho nó rộng, các bạn bố trí, các bạn trang trí thì nó rất là đẹp. Còn mà các bạn mà trồng như tôi này, giống như cái rừng U Minh như thế này mà nó nhiều, nó chen chúc nhau á thì nhìn nó không đẹp. Rồi hôm nay tôi cũng chia sẻ với các bạn cái hai cái giống cây mà tôi cũng mới sưu tầm được từ hôm Chủ Nhật. Rồi đến đây tôi phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.